Có những người vốn sinh ra đã định, cả cuộc đời dành trọn tình yêu cho nghề của quê hương, sâu đậm và dài lâu mãi mãi. Sinh ra ở Hạ Thái thì chỉ có làm sơn mài thôi. Tôi rất là yêu cái nghề sơn mài này, cho nên là ngày nào tôi làm việc tôi cũng rất là thấy là vui. Không, cái nghề này bỏ làm sao được. Sơn, rồi lại mài, liên tiếp lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần. Đó là công việc và cũng là kỹ thuật độc đáo của người thợ làng nghề. Từ khoảng hơn 200 năm về trước, đã có một làng nghề sơn mài truyền thống mang tên Hạ Thái nổi danh, được khắp nơi yêu mến. Nghề sơn mài Hạ Thái xác định là một nghề truyền thống. Đấy, rất là lâu đời. Những cái tác phẩm sơn mài thì nó có từ ngày xưa phục vụ cho tâm linh, tức là sơn son tiếp vàng, ngai vàng, cung đình phủ chúa, tất cả cái đình chùa là đều dùng sơn mài. Thế hiện nay là sơn mài phát triển là có thể là làm được những cái hàng phục vụ đến xuất khẩu. Những cái dòng sơn mài này đã phát triển thành những cái tác phẩm, các loại dòng tranh mỹ thuật. Ngoài dòng tranh ra thì nó còn có thể là làm khay lọ, rồi những cái phục vụ cho đời sống của con người, những trang trí. Khi xưa, sơn mài Hạ Thái có tiền thân là phường Sơn Son Thép Vàng Cự Trang. Tinh hoa nghệ thuật sơn mài của dân gian được phát huy và ngày càng rực rỡ trên vùng đất ngoại thành Hà Nội. Từng tác phẩm nhỏ như vật dụng trang trí cho tới lớn như các bức tranh đều được người thợ tuân thủ đủ các công đoạn cầu kỳ, trau chuốt và đầy nâng niu. Đầu tiên là phải đánh vải, cái cốt của nó là bằng gỗ, xong rồi là mình bó sơn. Bó sơn thì trộn mùn cưa với cả pha một chút đất. Thế sau bó thì làm mấy hom, rồi là lót, rồi là thí hai nước. Thế xong rồi là bắt đầu mới là cái sản phẩm hoàn thiện để đi đến cái công đoạn vẽ. Mỗi một cái lớp màu sắc như thế mà mình làm thì là nó sẽ phải để khô, xong rồi mới mài đi, rồi là mới làm. Mà để mà hoàn thiện một bức tranh thì cũng tương đối là cầu kỳ. Từ làm vóc, tạo cốt cho đến phạm hoa văn, vẽ, tranh sơn mài Hạ Thái luôn sáng tác dựa trên lối cổ, có nhiều sắc độ, lộng lẫy mà đàm thắm, ẩn hiện lớp lớp, tầng tầng, màu dưới nâng màu trên, bột vàng, bột bạc rất phủ đậm, nhạt. Những tác phẩm của sơn mài Hạ Thái là rất là đặc biệt bởi vì là vẫn giữ được cái giá trị truyền thống của nó. Đặc biệt là của làng Hạ Thái là vẫn duy trì được và vẫn làm bằng sơn ta. Mà cái sơn mài làm bằng sơn ta thì màu sắc nó trầm ấm, đấy, nó bền và nó sâu sắc. Quyết tâm phải giữ gìn để cái nghề này thì nó là không bao giờ nó mất được. Nghề này chúng tôi xác định là nó sẽ tồn tại vĩnh viễn. Dáng thanh thoát, trang trí đẹp, nét vẽ phong phú, sắc màu tươi tắn và phóng khoáng, mang dấu ấn riêng biệt, độc nhất vô nhị. Sơn mài Hạ Thái lưu giữ hồn cốt dân tộc, lưu giữ nét tài hoa truyền đời của người Việt, tỏa sáng vẻ đẹp quý báu trong các làng nghề thủ công mỹ nghệ tại Việt Nam.